Xuân Long và Hiến xin được mến chào quý vị khán giả thân thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, một năm mới nữa lại về. Xin cho phép chúng tôi được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị và các bạn lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Đinh Dậu 2017 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong năm vừa qua thì đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã nỗ lực cố gắng đổi mới và sáng tạo, mang đến cho quý vị và các bạn những chương trình hay và ý nghĩa gắn liền với các sự kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này, quý vị sẽ có dịp được đón xem những chương trình vô cùng hấp dẫn và mới mẻ, làm cho không khí vui xuân thêm phần đậm ấm và ý nghĩa. Vậy chương trình Tết năm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ có những gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cứ mỗi dịp Tết đến, bánh chưng lại xuất hiện trong các mâm cỗ như một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, để thể hiện sự biết ơn trời và đất đã cho mưa thuận gió hòa, đem lại cuộc sống ấm no cho con người. Không chỉ vậy, bánh chưng còn là biểu tượng cho nhiều giá trị tinh thần khác. Tất cả sẽ có trong chuyên mục Điểm đến của bạn, Tết về như bánh chưng xanh, được phát sóng vào lúc 14h40 ngày 30 Tết và phát lại vào lúc 14h50 ngày mùng 3 Tết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với lượng khách đến với thành phố Đà Lạt ngày càng tăng, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, thì việc đảm bảo an toàn giao thông để đón một mùa xuân an bình và trọn vẹn luôn được người dân đặc biệt quan tâm. Vậy các cơ quan chức năng đã có những động thái nào trong vấn đề này? Chúng ta hãy cùng theo dõi chuyên mục An toàn giao thông, cùng vào cuộc giữ an toàn giao thông trong dịp Tết, phát sóng vào lúc 14h45 ngày 27 tháng 1, tức ngày 30 Tết. Bằng sự kết hợp giữa sản xuất truyền thống và công nghệ tiên tiến, chất lượng lụa tơ tằm Lâm Đồng đã được khẳng định và sớm gây dựng thương hiệu riêng trên thị trường. Vậy triển vọng của lĩnh vực này trong năm tới ra sao? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Kinh tế hội nhập lụa tơ tằm Lâm Đồng và hướng phát triển mới vào lúc 16h45 ngày 30 Tết. Trước thời khắc chuẩn bị chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, còn gì ý nghĩa hơn khi được lắng động và nhìn lại những việc làm ý nghĩa xuất phát từ sự san sẻ tình yêu thương giúp các hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết thật ấm áp và trọn vẹn qua chương trình giao lưu Tết ấm tình thương được phát sóng vào lúc 21h ngày 27 tháng 1, tức ngày 30 Tết và phát lại vào 9h sáng ngày mùng 1 Tết. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Với mong muốn mang lại những ngày đầu năm mới rộn ràng tiếng cười, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin giới thiệu đến quý vị phim hài Thực giả Chuyện Phú Ông được phát sóng vào lúc 22h ngày 30 Tết, phát lại vào lúc 10h ngày mùng 1 Tết, tức 28 tháng 1 dương lịch. Với nội dung hài hước và những tình huống bất ngờ, hứa hẹn sẽ mang lại những phút giây thư giãn và đầy sảng khoái cho quý vị khán giả. Với mục đích tôn vinh những cách làm hay và hướng đầu tư hiệu quả, những đổi mới trong tư duy sản xuất và định hướng nghề nghiệp cho bà con nông dân. Chương trình tọa đàm Chắp cánh nông nghiệp A Cộng được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày mùng 1 Tết và phát lại vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Bàn tiệc với những món ăn truyền thống không chỉ lưu giữ hương vị đặc trưng của từng quốc gia mà còn mang ý nghĩa cho sự may mắn, thịnh vượng của năm mới. Chúng ta cùng khám phá ẩm thực Tết âm lịch châu Á qua chương trình Hương vị cuộc sống được phát sóng lúc 13h30 ngày mùng 2 Tết, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch. Các bạn thân mến, mùa xuân cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho những nhạc sĩ chuyển tải những thông điệp yêu thương ấm áp và không khí vui tươi cùng phút giây đoàn viên vào mùa đẹp nhất trong năm. Những ca khúc hay về mùa xuân sẽ được ngân vang vào lúc 15 giờ ngày mùng 2 Tết trong chương trình Lời yêu thương khúc nhạc mừng xuân. Một cái Tết ấm áp, an lành, không có người thiếu ăn, thiếu mặc, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự được giữ vững, nhất là tại khu vực vùng ven thành phố Đà Lạt. Vậy cơ quan chức năng đã làm gì để mang lại một mùa xuân trọn vẹn, an vui? Mời quý vị cùng đón xem chương trình Pháp luật và đời sống phát sóng vào lúc 15h50 ngày mùng 2 Tết. Giữa không khí vui tươi hồ hởi của những ngày xuân, vạn vật đất trời và con người dường như càng trở nên tươi mới, rạng rỡ hơn rất nhiều. Nhân dịp xuân Đinh Dậu, mời quý vị và các bạn cùng chào đón xuân bằng những tác phẩm, những thành quả và cảm nhận về mùa xuân trong chương trình giao lưu với chủ đề Hương sắc mùa xuân được phát sóng vào lúc 22h35 ngày mùng 2 Tết và phát lại vào 6h30 ngày mùng 3 Tết.
áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã trở thành một thương hiệu riêng có và ngày càng nổi bật của vùng đất Lâm Đồng. Vào lúc 16h15 ngày mùng 3 Tết, mời quý khán giả đón xem chuyên mục Chuyện nhà nông, nông nghiệp công nghệ cao, hướng đi tất yếu của nông nghiệp Lâm Đồng để có cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này. Những người tuổi gà thì có cách tiếp cận cuộc sống với tầm nhìn rộng lớn hơn. Họ có nhiều hy vọng và mong muốn mạnh mẽ là được thành công, đặc biệt trên con đường nghệ thuật. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ một số diễn viên tuổi Dậu có nhiều hoạt động nổi bật và thành công trong năm vừa qua. Trong chương trình tạp chí nghệ thuật thứ 7, Làn gió mới mùa xuân vào lúc 16h30 ngày mùng 3 Tết. Một góc nhìn mới hài hước nhưng cũng mang nội dung nhân văn sâu sắc, chương trình Táo cười đón xuân đã khai quát được tất cả các mặt về đời sống xã hội của vùng đất con người Việt Nam trong suốt năm Bính Thân vừa qua một cách sinh động, hài hước. Hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái và để lại nhiều chiêm nghiệm về nhân tình thế thái. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 1 chương trình Táo cười đón xuân vào lúc 22 giờ ngày mùng 4 Tết và phát lại vào lúc 10 giờ ngày mùng 5 Tết. Nhằm tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vơi bớt khó khăn và cải thiện cuộc sống, với sự hỗ trợ của nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đã dựng xây nên những ngôi nhà mơ ước giúp người nghèo đón một cái Tết trọn vẹn và ấm áp hơn. Nội dung này sẽ được chuyển tải đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tài chính Ngân hàng phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút ngày mùng 5 Tết. Trong không khí vui xuân đón Tết, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng vẫn liên tục cập nhật những tin tức nổi bật diễn ra trong ngày. Chính vì thế, quý vị đừng bỏ lỡ những chương trình thời sự được phát sóng hàng ngày. Lần lượt thời sự sáng lúc 6 giờ, thời sự trưa trực tiếp lúc 11 giờ 30 và thời sự tối lúc 19 giờ 45 trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Hy vọng những chương trình đặc biệt trong những ngày Tết Đinh Dậu của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều hấp dẫn, bổ ích, góp phần cho những ngày đầu năm mới thêm thú vị và ý nghĩa. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn khán giả thân thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe.